Cũng liên quan đến giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh khá thông thoáng so với mỗi năm. Tuy nhiên quý vị khi lưu thông thì cần cẩn trọng với nạn rải đình trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh. Ngoài ra thì quý vị cũng nên chạy xe với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người thân. Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh khá nhiều xe máy từ các tỉnh miền Tây về trên quốc lộ 1 hướng từ Long An đi thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh có thời điểm lượng xe đông và di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe. Hòa vào dòng xe máy, ông Đinh Minh Cảnh làm nghề chạy xe ôm ngồi huyện Bình Chánh, lái xe máy kéo theo xe hút đinh chạy chậm chậm để hút các vật nhọn trên đường. Còn tại khu vực cầu Bình Điền, ông Cảnh kéo xe hút đinh gom được hàng chục miếng đinh hình thoi sắc nhọn. Ông Cảnh cho hay khu vực cầu Bình Điền xuất hiện những miếng đinh hình thoi vài ngày cận Tết đến nay. Trừ mùng 2, mỗi ngày ông thường hai lần kéo xe qua đây và gom được tổng cộng từ vài chục đến hơn 100 miếng đình. Cũng vào dịp Tết, trên đoạn đường khoảng 16 km quốc lộ 1, mỗi ngày ông Cảnh gom được vài trăm gram những vật sắc nhọn trong đó có cọng dây thắng xe máy đã cắt ngắn, riêng kim bẩn và miếng thép hình tròn thì mới xuất hiện vài ngày gần đây.